Giả Nải Luận Lý Tiểu Lộ lần đầu gặp mặt nhau sau ly hôn, vui vẻ nói chuyện như hai người bạn. Giả Nải Luận và Lý Tiểu Lộ nói chuyện với nhau khá lâu, mối quan hệ dường như không đến mức quá tệ là không gặp mặt nhau. Gần đây, cộng đồng mạng đã thi nhau chia sẻ một loạt hình ảnh Lý Tiểu Lộ và Giả Nải Luận cùng cô con gái Điềm Hinh đi đánh cầu lông vào ngày quốc tế thiếu nhi. Trong ảnh có thể thấy Lý Tiểu Lộ diện một bộ quần áo thể thao màu vàng và thêm áo thun trắng bên trong và trông trẻ trung hơn rất nhiều. Giả Nải Luận không diện trang phục thể thao. Nam diễn viên chỉ diện quần tây đen và áo sơ mi có họa tiết đeo vần cùng với nón vành nhỏ. Giả Nải Luận không vào nhà của Lý Tiểu Lộ, anh chỉ đi ra ngoài sân vận động ở tiểu khu để chơi với hai mẹ con. Đa số cư dân mạng đều đoán rằng Giả Nải Luận lần này xuất hiện ở tiểu khu của Lý Tiểu Lộ là vì muốn cùng con gái qua ngày lễ quốc tế thiếu nhi. Điềm Hinh có lẽ vì đã lâu không gặp mặt cha của mình nên rất mừng rỡ. Cô bé 7 tuổi luôn làm nũng trong lòng của cha, dùng trăm phương ngàn kế để được Giả Nải Luận bồng. Qua được một lúc thì hai cha con bắt đầu cùng nhau đánh cầu lông. Lúc này Lý Tiểu Lộ xuất hiện. Sau khi ly hôn, Lý Tiểu Lộ từng đăng tải bài viết dài để nói lên tâm tư của mình và bị dân mạng nghi ngờ cô đang ẩn ý nói về Giả Nải Luận. Sau đó, cô còn dùng một tài khoản khác để đáp trả cư dân mạng và nói rằng nam diễn viên họ Giả chưa từng đưa ra mình một đồng nào. Câu chuyện gia đình bị đưa ra nói như vậy làm dân mạng nghĩ hai người họ sẽ trở thành kẻ thù. Nhưng hình ảnh xuất hiện vào ngày 1 tháng 6, có thể thấy mối quan hệ của hai người họ khá bình thường, không khí không ngại ngùng. Sau khi Lý Tiểu Lộ và Giả Nải Luận ly hôn, cô con gái nhỏ Điềm Hinh sống cùng với mẹ và hai mẹ con thường xuyên đăng tải hình ảnh chụp chung lên mạng xã hội.